Những thị trường tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam có Mỹ, Australia, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc. Các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất ngoài hai thành phố là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Còn có hai điểm đến du lịch biển nổi tiếng là Đà Nẵng và Phú Quốc. Tiếp theo là Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Huế, Phan Thiết. Năm nay, ngành du lịch phấn đấu đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế.